Cô có một câu đố, một thử thách nhỏ dành cho tất cả các em. Cô đang cần một chiếc bút để viết nhưng cô lại không biết nói như thế nào bằng tiếng Anh cả. Vậy các em có thể giúp cô cung cấp cho cô ba cách nói khác nhau để có thể mượn một chiếc bút bằng tiếng Anh được không? Cách đầu tiên mà chúng ta có thể nói đó là Can I borrow your pen? Tôi có thể mượn bút của bạn được không? Cách thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng để mượn một chiếc bút của ai đó đó là May I use your pen? Tôi có thể sử dụng chiếc bút của bạn được không? Và cách cuối cùng chúng ta có thể sử dụng để mượn bút của một ai đó, đó là Do you mind lending me your pen? Bạn có phiền không khi mà cho tôi mượn bút của bạn? Như vậy chúng ta có thể thấy việc chúng ta đưa ra và đáp lại những lời đề nghị hoặc lời mời trong tiếng Anh là một việc rất thiết thực và cần thiết. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chúng ta đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời cũng như cách mà chúng ta có thể chấp nhận hay từ chối một lời đề nghị, một lời mời nào đó. Đầu tiên với lời đề nghị chúng ta vẫn hay gọi là requests. thì khi mà chúng ta đưa ra lời đề nghị, thì có thể là chúng ta uh, cần sự giúp đỡ của một ai đó, chúng ta đề nghị được giúp đỡ, hoặc cũng có thể là chúng ta xin phép để làm một việc gì, hoặc chúng ta đề nghị được làm một việc gì đó. trường hợp đầu tiên khi chúng ta đề nghị nhận một điều gì đó hoặc là xin phép làm việc gì đó, thì chúng ta có thể sử dụng uh, cách nói trang trọng hoặc gián tiếp bằng việc sử dụng với các từ như là can, could, may hoặc would you mind if. Ví dụ, can, could, may, I cộng với động từ. Cấu trúc này chúng ta có thể dịch là tôi có thể làm một việc gì đó hay không. Ví dụ đầu tiên, can I borrow your pen? Tôi mượn bút của bạn có được không? Of course, here you are. Tất nhiên rồi, đây của bạn đây. Hoặc ví dụ thứ hai, may I have the bill? tôi có thể lấy tờ hóa đơn được không nhỉ? Certainly, sir. Vâng, chắc chắn rồi, thưa ngài. Hoặc một ví dụ khác. Could I talk to you for a minute? Tôi có thể nói chuyện với bạn trong một phút được không? Và để hồi đáp lại lời đề nghị này, chúng ta có thể trả lời là No problem. Vâng, không vấn đề gì cả. Với cấu trúc would you mind thì chúng ta có thể sử dụng là Would you mind if I cộng với động từ được chia ở thời quá khứ. Bạn có phiền không nếu tôi làm một việc gì đó? Ví dụ, would you mind if I used your bike? Bạn có phiền không nếu tôi sử dụng xe đạp của bạn? Với lời đề nghị này chúng ta có thể trả lời Sorry, but I'm using it. Xin lỗi, tôi đang dùng nó mất rồi. Chúng ta cũng có thể sử dụng một cấu trúc khác với might. Do you mind if I cộng với động từ nguyên thể? Bạn có phiền không nếu tôi làm một việc gì đó? Ví dụ, do you mind if I take a piece of cake? Bạn có phiền không nếu tôi lấy một miếng bánh? để hồi đáp lại lời đề nghị này chúng ta có thể trả lời serve yourself cứ tự nhiên với hai cấu trúc would you mind và do you mind thì chúng ta thấy would you mind sẽ lịch sự hơn như vậy với những tình huống mà chúng ta đòi hỏi cần phải sử dụng những cấu trúc trang trọng lịch sự thì chúng ta sẽ sử dụng would you mind chúng ta cùng chuyển sang trường hợp thứ hai. Ờ, trường hợp thứ hai là trường hợp khi chúng ta muốn đề nghị ai đó giúp chúng ta làm một việc gì đó chúng ta sẽ có rất nhiều cách để có thể đề nghị ai đó giúp đỡ một cách rất là lịch sự hoặc gián tiếp và với cấu trúc này chúng ta thường thêm please vào cuối câu để lời đề nghị của mình thêm phần lịch sự chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị giúp đỡ bằng cách bắt đầu bằng việc dùng với cấu trúc could you hoặc would you đi cùng với một động từ nguyên thể bạn có thể giúp tôi làm một việc gì đó hay không ví dụ Could you call taxi for me, please? Bạn có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi được không? Và lời hồi đáp chúng ta có thể trả lời là That's fine. Ok, được thôi. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng một ví dụ khác. Would you pick me up, please? Bạn đón tôi có được không? Để đáp lại lời đề nghị này thì chúng ta có thể trả lời Well, the problem is I have to work late tonight. Một vấn đề xảy ra đó là tôi phải làm việc muộn vào tối nay. Chúng ta cũng có thể đề nghị giúp đỡ bằng việc sử dụng với cấu trúc would you mind hoặc do you mind? Có thể đi với not và sau đó sẽ là một danh động từ. Bạn có thể vui lòng làm hoặc không làm một việc gì đó hay không? Ví dụ, Do you mind not smoking here? Bạn có thể vui lòng đừng hút thuốc ở đây được không? Để hồi đáp lại, chúng ta có thể trả lời. Oh, sorry. I didn't notice. Xin lỗi nhé, tôi không nhận ra. Chúng ta cũng có thể đề nghị giúp đỡ với cấu trúc Do you think you could bạn có nghĩ là bạn có thể làm được việc gì đó hay không? Ví dụ, Do you think you could send me the document? Bạn có nghĩ là bạn có thể gửi cho tôi được tập tài liệu này hay không? Để hồi đáp lại, chúng ta có thể trả lời, Actually, I'm not sure. Thực tế thì tôi không chắc lắm. Khi chúng ta đề nghị giúp đỡ trong những uh, tình huống thân mật ít trang trọng hơn, thì chúng ta có thể sử dụng với cấu trúc Can you hoặc Will you? Ví dụ, Mom. Can you wake me up at 6 tomorrow? Mẹ ơi mẹ có thể gọi con dậy vào lúc 6 giờ sáng ngày mai được không? Và để hồi đáp lại chúng ta có thể trả lời yes sure. Để đáp lại lời đề nghị nhận được cái gì hoặc xin phép làm gì thì chúng ta có những mẫu cơ bản như sau, các bạn có thể theo dõi trên bảng. Lời đề nghị ví dụ như là can I, could I hoặc could I possibly, is it alright if I Do you think I could? Do you mind if I'd? Thì khi chúng ta chấp nhận những lời đề nghị này, chúng ta có thể trả lời là yes sure hoặc yes of course. Yes, that's fine hoặc certainly. Cũng có thể là no, not at all. No, of course not. Thế còn khi chúng ta từ chối thì chúng ta có thể trả lời well, I'm afraid và sau đó chúng ta đưa ra lý do của mình. Cũng có thể là well, the problem is Vâng, vấn đề đó là hoặc chỉ đơn giản, sorry but, xin lỗi nhưng mà làm sao đó. Trong trường hợp chúng ta muốn đáp lại lời đề nghị của ai đó muốn chúng ta làm gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc như sau. Ở đây, nếu lời đề nghị là can you, nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta có thể trả lời là yeah, sure. Nếu chúng ta từ chối, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc well, I'm afraid cộng với lý do. Nếu lời đề nghị của chúng ta là could you hoặc is it alright if you do you think you could will you hoặc would you thì chúng ta nếu chấp nhận chúng ta có thể trả lời là yes of course hoặc certainly. Nếu không chấp nhận từ chối thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc well the problem is hoặc sorry but. Thế nếu lời đề nghị của chúng ta là would you mind cộng với động từ thêm đuôi ing hoặc do you mind cộng với động từ thêm đuôi ing thì nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta có thể trả lời là no, not at all hoặc of course not. Ở đây chúng ta có một lưu ý, việc đáp lại lời đề nghị với cấu trúc would you mind hoặc do you mind thường gây nhầm lẫn kể cả với người bản xứ. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là no, not at all hoặc of course not với hàm ý là không có gì phiền cả. Nội dung tiếp theo đó là những cấu trúc chúng ta thường sử dụng để đưa ra lời mời ai đó làm một việc gì đó. Chúng ta vẫn hay gọi là invitations. Khi chúng ta muốn đưa ra lời mời trang trọng thì chúng ta có thể sử dụng các cấu trúc sau. Cấu trúc đầu tiên, would you like cộng với động từ nguyên thể có to. Cấu trúc thứ hai, I'd like hoặc I'd love to ask you cộng với một động từ nguyên thể có to. Cấu trúc thứ ba, I was wondering if you'd like to cộng với một động từ. Cấu trúc thứ tư, It would be my pleasure if you could, hoặc if you would, cộng với một động từ nguyên thể không chịu. Và cấu trúc cuối cùng, May I have the honor of your, cộng với danh từ hoặc danh động từ. Ví dụ, Would you mind to attend the performance with me? Ví dụ thứ hai, I was wondering if you'd like to attend the open ceremonies next week. Khi chúng ta muốn đưa ra lời mời thân mật thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số cấu trúc như sau. Would you like hoặc would you care cộng với động từ nguyên thể có to. Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc why don't we cộng với động từ nguyên thể không to. Hoặc let's cộng với động từ nguyên thể không to. Cũng có thể là how hoặc what about cộng với một danh động từ. Ví dụ, would you care to come to my birthday party? Bạn có muốn đến sinh nhật tôi không? Hoặc một ví dụ khác, How about coming over my house for a drink? Thế còn đến nhà tớ để uống một chút gì đó thì sao nhỉ? Ở đây chúng ta thấy cấu trúc would you like sẽ được dùng cả trong lời mời trang trọng lẫn thân mật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các cách diễn đạt để đáp lại lời mời. Khi đáp lại lời mời của ai đó thì chúng ta rất ít khi chỉ trả lời yes hoặc no mà thông thường chúng ta sẽ nói cảm ơn nếu chúng ta nhận lời hoặc nói xin lỗi nếu chúng ta từ chối. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi một số lời hồi đáp phổ biến như sau. Với những lời mời trang trọng thì khi chúng ta nhận lời chúng ta có thể hồi đáp là yes please hoặc thanks for inviting. I'd love to, thanks. Cũng có thể là that's very kind of you, thanks. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hồi đáp là with pleasure, rất hân hạnh. Thế còn với những lời mời thân mật thì chúng ta có thể đáp lại Yes, please Hoặc Sure, what time? Cũng có thể là When should I be there? That sounds lovely. Thank you. What a great idea. Thank you. Cũng có thể là Certainly, I'd love to. Thế còn khi chúng ta muốn từ chối thì chúng ta sẽ sử dụng những cấu trúc như thế nào? Đối với những lời mời trang trọng, nếu muốn từ chối thì chúng ta có thể sử dụng những cấu trúc sau. Thanks for your invitation, but I'm busy. Cũng có thể là, I wish I could, but I'm busy. Maybe another time. Thanks anyway. Hoặc that's very kind of you, but I can't accept your invitation. Thế còn đối với những lời mời thân mật, Sorry, I'd love to, but I have an appointment. What about next Saturday? Hoặc cũng có thể là I really don't think I can. Sorry.